NKO Guy chào tất cả quý anh chị và quý cô chú đang xem video nhé. Thì hôm nay NKO Guy em về một lô máy Samsung thị trường Hàn đi nhé. Máy zin nguyên bản hôm nay về được cho chị là 3 mẫu máy. Đó thì trước khi vào video chi tiết một cái từng mẫu máy của Samsung này thì quý anh chị và quý cô chú mình đang xem video này, mình hỗ trợ là mình đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video quý anh chị nhé. Đó thì ngoài những chiếc máy điện thoại cảm ứng Nokia bàn phím ra thì bên em đời này sẽ có các sản phẩm cảm ứng đấy chị nhé. Anh chị nào cần máy Samsung này, Xiaomi hoặc iPhone thì anh chị liên hệ bên em nhé. Anh chị tin tưởng, anh chị đặt hàng thì bên em gửi hàng về tận nhà. Tất cả hàng bên em thì anh chị nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán này nhé. Đó thì anh chị đặt hàng chiếc máy nào thì anh chị gọi đến trực tiếp cho bên em qua số điện thoại 0985150255. Anh chị cái bản Zalo số điện thoại là đó nhé, lên Zalo bên em nhé, 0985150255. Đó, hoặc chị có thể tham khảo qua website bên em là nkomobile.vn nhé. Thì trên website bên em là có đầy đủ cho anh chị, đó là phụ kiện của máy cảm ứng này, phụ kiện sạc zin này, đó, máy còn máy Samsung này, máy iPhone này, máy Nokia 4G này, máy Nokia 3G sưu tầm này. Đó thì anh chị có thể là tham khảo trên website nkomobile.vn chị nhé. Đó thì hôm nay bên em về được 3 mẫu Samsung nha chị nhé. Mẫu máy đầu tiên giới thiệu chị là một mẫu máy giá thành rất là hợp lý của nhà Samsung nhé. Và chiếc máy này đều là máy zin nguyên bản nhé, đều là máy zin nguyên bản nhé. Đây là máy nhập thị trường Hàn đấy nhé, thị trường Hàn Quốc nhé. Đó, máy zin nguyên bản. Và những chiếc máy bên em chọn là được chiếc máy đẹp nhé, đẹp nhé. Đẹp tầm khoảng 90% đổ lên đấy chị nhé. Ngoài hình thì chị nhìn máy này, ngoài hình rất là đẹp nhé. Đó thì đây chiếc Samsung A12 nhé. Samsung A12 với cái gọi hình là màn hình 6,5 inch, rất là lớn rồi nhé. Cực kỳ là lớn nhé. Về mức giá bên em bán với chị nhé chỉ là 1,9 triệu thôi. 1,9 triệu thôi nhé. Kèm là chỉ là sạc cáp này, ốp lưng này. Máy thì là cấu hình là RAM là 32GB nhé. Cũng rất là mượt anh chị nhé, rất là mượt nhé. Đó, chị mua cho bố mẹ ông bà và cô chú mình cầm một chiếc máy giá thành hợp lý này để sử dụng nghe gọi này, Zalo, Facebook, chơi game nhẹ như kiểu là Free Fire này cũng như là các game liên quân cấu hình thấp này. Mình chơi rồi lựa chọn chiếc máy Samsung A12 nhé. Đây này. 32GB và bên trong là 3GB RAM này. Đó. Chiếc máy này là pin 5000 này nhé, pin 5000. Thường là pin cực kỳ tốt nhé. Thường là pin cực tốt là pin 5000. Và những chiếc máy này là chiếc máy bản Hàn thì cái chất lượng pin nó rất là tốt nhé chị nhé. Máy thì không sửa chữa, không đụng chạm gì cả nhé. Máy nguyên về nhập như nào bên em bán như thế luôn chị nhé. Đó là chiếc Samsung A12 chị nhé. Màn hình 6,5 inch, pin 5000, bộ nhớ trong là 32GB với mức giá nó là 1,9 triệu, kèm theo chỉ là sạc cáp này, ốp lưng đây chị nhé. Đó. Đây là chiếc Samsung A12 chị nhé. Em có hai màu, đó là màu đen và màu trắng này nhé. Màu trắng thì chuẩn bị về hàng thêm đấy. Còn đây là màu, nó có hai chiếc màu đen chị nhé. Đó. Samsung A12 màn 6,5 inch nhé anh chị nhé. Ok, chiếc máy tiếp theo giới thiệu cho chị đó chiếc điện thoại Samsung M23 nhé. M23 rồi em về được tầm khoảng 5-7 chiếc nhé chị nhé. M23 có hai màu cho tất cả quý anh chị, đó là màu đây là màu xanh này, màu xanh nhạt và màu sinh động. Đó. Chiếc này thiết kế là cam 3 mắt này, 3 mắt cam này. Cam là 50 chấm nhé, cam 50 chấm nhé, cực kỳ là sắc nét và đẹp luôn. Đó, chiếc máy này là Samsung A23 này. A23 thì nhé. Đó. Chiếc này thì cấu hình của máy đó là cấu hình là RAM 4128 thì nhé, RAM 4128. Đó, tất cả máy bên em đều test đầy đủ cho anh chị là các chức năng, mọi chức năng của máy luôn chị nhé. Anh chị về chỉ việc nắp SIM dùng thôi. Nó là bản một SIM đây. Màn rất là đẹp luôn chị nhé. Ở chiếc này là 54128 nhé. Pin là pin 6000 này nhé, pin 6000. Đó, màn là màn 6,6 inch, màn 6,6 inch. Đó. Máy rất là đẹp anh chị ơi. Máy cực kỳ đẹp luôn này. Đó, bên em đang về cho anh chị là được 5-7 máy nhé. Nói chung là hàng sẽ về đều chị nhé, hàng sẽ về đều nhé. Anh chị cứ đặt hàng bên em sẽ gửi hàng cho anh chị luôn nhé. Đó. Đây chiếc này cũng thế này. Đều là RAM 4128 nhé. Chiếc này đấy chị dùng thoải mái luôn, chơi game ok luôn. Đó. Một chiếc máy Samsung rất là đẹp của nhà Samsung nhé. Máy của hãng. Đó thì anh chị dùng nó yên tâm, chất lượng nhé. Đó thì tất cả các tính năng bên em đều test đầy đủ cho anh chị rồi. Cam 50 chấm này. Đây vào camera nhé. Cam 50 chấm này. Ok, sẽ quay sang sau này. 50 chấm này, mắc 50 chấm nhé. Cực kỳ là đẹp và sắc nét anh chị nhé. Đó. Đây là chiếc Samsung M23 nhé. Samsung M23 RAM 4128. Đó. Màn là màn 6,6 inch, pin là pin 6000 này nhé. Pin 6000. Đó. Thì chiếc máy này bên đang bán với mức giá nó là 3 triệu nhé. 3 triệu tầm kèm nó chỉ là sạc cáp, sạc nhanh nhé, sạc kèm thì sạc nhanh luôn. Đây sạc nhanh của Samsung này. Đó, sạc nhanh nhé. Sạc nhanh luôn này. Ốp lưng cho chị đầy đủ nhé. Đấy. Thì máy đầy đủ hết phụ kiện rồi, chị về chỉ phải nắp SIM dùng thôi. Đó, mẫu máy thứ ba là giới thiệu cho chị trong cái video này
đó là một máy Samsung M33 thì bên em đang về là chỉ là ba màu cho anh chị, màu xanh này, màu xanh dương này và màu trắng thì nhé, và màu trắng nhé. Đây là M33 nhé. M33 thì cấu hình nó sẽ là Nam 6128 rồi nhé, Nam 6128 có ba màu cho anh chị. Đây là màu trắng này, đây là Nam 6128 thì nhé. Đây màn thì bên em test đầy đủ hết cho anh chị rồi nhé, màn đẹp nhé, chỉ về lắp sim dùng thôi. Đây đây là Nam 6128 rồi nhé, Nam 6128 pin 6000, màn là 6.6 inch luôn. Hai chiếc máy này thì xem nhau rồi nhé, xem nhau về lam cũng như là về ý nhé, về bộ nhớ trong nhé, bộ nhớ trong và màn hình nhé. Đó thì pin 6000, màu trắng rất là đẹp anh chị nhé. Đây có cả màu xanh này, những chiếc máy này rất là máy đẹp rồi đấy, máy đẹp tầm khoảng 90% đổ lên rồi, anh chị về lắp sim dùng thôi. Đó, đặt về cho mình cần một chiếc máy để sử dụng này, mua cho ông bà bố mẹ một chiếc máy giá thành hợp lý 1.9 triệu kia, hoặc thì mình có thể là lựa chọn các mẫu máy Samsung bên em nhé. Samsung bên em chỉ sẽ về chuyên ba mẫu này nhé, ba mẫu này và ba mẫu máy để mức giá nó hợp lý này. Thứ hai là pin trâu này, màn hình lớn này, màn hình 6.5 inch và 6.6 inch rồi, nó rất là lớn anh chị nhé. Anh chị xem giải trí YouTube này, đó mình có thể là xem TikTok này, cũng như là mình có thể là dùng Zalo, Facebook và chơi game nhẹ, ok anh chị nhé. Giá thì chỉ là 1.9 triệu đến 3.2 triệu thôi một chiếc máy nhé. Anh chị có thể là đặt hàng thì chị liên hệ em số điện thoại 0985 150 255. Máy thì bên em kèm theo chuẩn bị đầy đủ pin và đủ là chỉ là sạc cáp này, ốp lưng này, đó thì chị nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Còn anh chị nào mình cần tham khảo về máy cũng như là về cấu hình của máy thì chị có thể vào website là nkmobile.vn nhé, để mình có tham khảo về cái cấu hình của máy để chị lựa chọn một chiếc máy ưng ý cho mình sử dụng nhé. Ok, hôm nay NK Mobile sẽ giới thiệu cho các mẫu máy Samsung. Đó thì anh chị nào mình cần chiếc máy nào thì mình hệ bên em nhé. Cảm ơn chị đã xem video.